Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến quý khán giả những thông tin nóng và được cập nhật mới nhất trên kênh Tin 24 giờ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Israel gây thiệt hại nặng nề cho Liban, Hezbollah phóng loạt rocket đáp trả. Truyền thông Liban đưa tin các cuộc tấn công của Israel vào miền nam nước này trong đêm qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Ngày 1 tháng 10, hãng thông tấn Liban NNA cho hay các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Liban đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Theo đó, Israel đã tấn công nhiều địa điểm ở tỉnh Nam của Liban bằng các cuộc không kích, pháo kích và súng máy hạng nặng, phá hủy nhiều cửa hàng, gây hư hại tài sản cá nhân cùng mùa màng. Cũng theo NNA, cuộc không kích của Israel còn nhằm vào nhiều địa điểm ở tỉnh Nabatea, sau đó là cuộc pháo kích liên tục suốt đêm. Cả hai tỉnh Nam và Nabatea của Liban đều nằm gần biên giới phía Bắc của Israel. Còn theo RT, các đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy đợt không kích của Israel đã tấn công dữ dội vào các vùng ngoại ô của Liban nằm gần sân bay quốc tế Beirut. Quân đội Israel IDF trước đó thông báo đang nhắm vào một cơ sở tên lửa của Hezbollah nằm gần sân bay. Còn theo Guardian, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 95 người đã không qua khỏi trong các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Liban trong ngày 30 tháng 9. Trong đó, một cuộc không kích vào sáng sớm ngày 30 tháng 9 đã đánh trúng một tòa nhà chung cư ở trung tâm Beirut. Đây là vụ tấn công đầu tiên của Israel nhằm vào trung tâm thủ đô Liban kể từ năm 2006. Hezbollah phóng loạt rocket đáp trả vào Israel. Hãng tin CNN đưa tin, nhóm vũ trang Hezbollah cho biết đã hai lần tấn công vào khu vực Metula ở miền bắc Israel trong sáng nay sau khi quân đội Israel triển khai tấn công trên bộ vào Liban. Hezbollah khẳng định một địa điểm tập trung của binh lính Israel ở Metula đã bị pháo binh và rocket tấn công. Hezbollah nhấn mạnh rằng đã bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Hezbollah, các cuộc tấn công là để ủng hộ người dân Palestine ở dải Gaza và để bảo vệ Liban cùng những người dân của nước này. IDF xác nhận khoảng 5 quả đạn đã bay vào nước này từ Liban. Một số quả đạn đã bị đánh chặn và rơi xuống nước. Song Israel không nói rõ vị trí những quả đạn này rơi xuống. Một diễn biến khác, quân đội Israel cũng cho biết đã đánh chặn hai quả đạn vượt qua biên giới từ Liban. IDF nói thêm, còi báo động đã vang lên ở khu vực Bairam, miền bắc Israel, và một quả đạn bay từ Liban đã rơi xuống một khu vực trống trải. Và nhiều thời điểm khác nhau trong đêm, hàng ngàn ngọn đèn đường ở Canberra, Australia đã giảm độ sáng và cũng giúp giảm ô nhiễm ánh sáng và cả lượng khí thải carbon. Còn người dân quan sát rõ các vì sao hơn. Các chuyên gia tại Canberra đã thay thế các bóng đèn chiếu sáng ngoài đường phố thủ đô bằng những bóng đèn thông minh có thể kết nối và điều chỉnh độ sáng. Cụ thể, từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, cứ mỗi 15 phút, các chuyên gia giảm 10% độ sáng của đèn đường tại những khu vực ít người qua lại. Có nơi đèn chỉ sáng 50% so với mức độ thông thường. Về cơ bản, chúng tôi có thể kiểm soát cường độ, lịch trình, thời gian bật và tắt đèn. Mắt người không thể phân biệt những điều chỉnh nhỏ này. Mặt khác, khi ánh sáng nhân tạo giảm và bầu trời tối hơn, cư dân thành phố sẽ dễ dàng ngắm các vì sao trên trời đêm rõ hơn. Đèn cứ mở đi 10% thì độ sáng của bầu trời sẽ thay đổi khoảng 5%. Vì vậy, khi chúng ta giảm độ sáng đèn khoảng 50%, thì độ sáng bầu trời giảm khoảng 25%. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy nhiều sao trên trời hơn. Đây là lần đầu tiên Australia thử nghiệm đèn đường thông minh. Hiện tại, gần 1/3 số đèn đường của Canberra được trang bị công nghệ này. Nhà thiết kế thời trang người Thụy Sĩ Kevin Gemanier năm nay tuy ở tuổi 32 nhưng đã được ví như ông hoàng của phong cách tái chế. Tại tuần lễ thời trang Paris đang diễn ra ở thủ đô Paris của nước Pháp, anh vừa trình làng một bộ sưu tập đặc sắc theo phong cách tái chế. Gemanier đặt tên cho bộ sưu tập vui tươi và đầy màu sắc của mình một cách hài hước là Leather Jacket, có nghĩa là thảm họa. Điểm độc đáo của bộ sưu tập này là chủ yếu dùng lại những chất liệu tái chế từ bộ trang phục mà nghệ sĩ piano Alain Roche mặc khi tham gia biểu diễn tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè Paris 2024 vừa qua. Nhà thiết kế Kevin Gemanier chính là tác giả của bộ trang phục giúp nghệ sĩ Alain Roche
trở thành một nhân vật tưởng tượng với hình ảnh một sinh vật bay, nửa ong, nửa muỗi, nửa pháo hoa độc đáo. Với nhà thiết kế Kevin Gemanier, mọi vật trong cuộc sống hàng ngày đều nên được tái chế, chứ không nên chỉ sử dụng một lần rồi bỏ đi thành rác thải. Anh quan niệm thời trang cũng không nằm ngoài tinh thần tái chế đó. Hôm nay đánh dấu tròn 60 năm hoạt động của các chuyến tàu Shinkansen tốc độ cao trên hành trình Tokyo-Osaka. Trong suốt 6 thập kỷ qua, những con tàu hình viên đạn này không gây tai nạn chết người hay thương tích nào và thời gian trễ chuyến trung bình chưa tới 5 phút. Công ty đường sắt Nhật Bản cho biết tàu viên đạn Shinkansen chưa từng gây tai nạn chết người hoặc thương tích, ngay cả khi Nhật Bản thường xuyên trải qua động đất, mưa bão và tuyết rơi dày đặc. Với lộ trình trải khắp cả nước, tốc độ tối đa 320 km/h của tàu Shinkansen hiện không còn thuộc hàng nhanh nhất thế giới sau khi bị Trung Quốc vượt qua. Thế nhưng thiết kế phần mũi thuôn dài và nội thất rộng rãi của mẫu tàu tốc độ cao nguyên bản vẫn là biểu tượng cho thành tựu công nghệ và sự chú tâm tới từng chi tiết của Nhật Bản. Trên mạng lưới tàu viên đạn, thời gian trễ chuyến trung bình chưa đến 5 phút. Dự kiến tàu viên đạn không người lái có thể được giới thiệu vào giữa thập niên 2030. Họ đang tiến hành một dự án lớn nhằm xây dựng tàu đệm từ tốc độ cao ở Nhật Bản. Tàu đệm từ có thể chạy tốc độ 500 km/h, hoạt động giữa Tokyo và Nagoya tại miền Trung Nhật Bản vào năm 2034. Doanh nhân người Ấn Độ Anish Patel mới đây đã có trải nghiệm không thể tệ hơn với hãng hàng không Ấn Độ Air India. Anh mua vé hạng thương gia, thế nhưng cái nhận được lại là ghế rách và khoang ngồi bẩn thỉu như là một nhà trọ tồi tàn. Doanh nhân Anish Patel đã đăng một video ghi lại chuyến bay của anh từ Chicago, Mỹ đến Delhi, Ấn Độ với ghế hạng thương gia có giá 6.300 đô la Mỹ, tương đương khoảng 154 triệu đồng. Patel mô tả đây là khoang hạng nhất, tệ nhất mà anh từng đi, với những màu đất và tóc bên trong ngăn ổ cắm điện. Trải nghiệm được anh gọi là ác mộng về ghế ngồi bẩn thỉu, thức ăn thừa trong túi đựng rác phía trước, mọi thứ hỏng hóc, không khác gì một nhà trọ tồi tàn ở độ cao 9.000 mét. Anh quay cận cảnh những vết bẩn rách, thậm chí nhiều chỗ phải dán tạm bằng băng dính. Năm hành khách được tặng tai nghe, nhưng khi mở ra thì không hoạt động và có nấm mốc trên đó. Cabin hạng thương gia này cũng không có wifi và hệ thống giải trí không hoạt động trong chuyến đi, dù tiếp viên hàng không đã cố thử khởi động vài lần. 30% số món ăn trong thực đơn không có sẵn, ai dùng trước có trước, tới lượt nếu hết đồ ăn sẽ phải chuyển qua món khác. Sau khi đăng tải video về chuyến bay hạng nhất của Air India lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem trên nhiều nền tảng. Năm hành khách cho biết sau đó Air India đã hoàn trả toàn bộ số tiền mà anh đã chi trả cho khoang hạng nhất này.